Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì nãy giờ là rất là rần rần về cái dàn đồ rim Thái ha. Thì có một số món nhiều á, chứ cũng chưa hết hoàn toàn đâu anh em. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì vẫn có cơ hội nha. Đó. Một số món dàn áo, mấy món lớn lớn là bán hết rồi. Đẹp, toàn đồ đẹp không à. Phải công nhận luôn, sẽ rất đẹp. Này, còn một số đồ này nãy mình chưa giới thiệu cho anh em. Thì giờ mình quay sang mình giới thiệu cho anh em nha. Thì cái dàn áo này do là khách chốt rồi cho nên mình cũng cũng để trong đây đó, mình khỏi gỡ ra tại vì nó đẹp quá, đi gỡ ra mất công quấn lại cho khách nữa. Đây, thì nói chung là đồ rim Thái mà đồ VIP thì anh em cũng biết cái chất của nó rồi, chắc không cần phải mình phải quảng cáo nhiều ha. Thì đây này, ba nắp của rim Thái này. Đợi ba nắp rim Thái thì nãy giờ cũng có nhiều anh em hỏi, anh em nào muốn chốt thì chốt nhá. Nhìn cái mang cá của nó này, trong bọc mình khỏi gỡ ra luôn, nó mới quá. Đây, thì nhìn cái nắp rim Thái này anh em, cái nắp là chưa có chảy nhiều luôn đó. Đây, nhìn mặt phía trên này anh em thấy không, mặt phía trên cỡ này đó, mặt hồng này rất là đẹp nha, này không thể nào chê được. Lốc là còn ron đen thôi nha anh em nha, lốc mới như mới luôn này. Đấy, cái đời đầu anh em, những cái đời đầu là cái chữ G5 này, chỉ có mỗi chữ G5 thôi, không có thêm gì đâu. Cái lốc mới ghê không, vàng ươm luôn, trắng luôn á, trắng luôn chứ phải vàng nữa. Đấy, thì anh em nào muốn, ui rồi cái nắp lửa, cái dĩa đều ui rồi, thì quay bộ lửa cho anh em coi luôn này. Bộ lửa này là anh em nhìn là anh em hoảng hồn, săn hồn luôn. Đây, đây cho anh em coi. Nắp lửa đẹp quá. Cái nắp này nó nắp nhôm rồi nha anh em nha. Cái nắp để thăm thăm nhớt là nắp nắp thắp thăm lửa là. Ui ôi, cái bộ lửa này 1995 nha anh em nhé. 1995 nha. Ui, lửa mới đấy. Quá đã luôn. Cuộn lửa này anh em nào thích chơi liên hệ mình nha, cho anh em nhìn cuộn lửa này. Ui giời, mới tinh, ốc chưa chạm nha anh em nha, ốc hoàn toàn chưa chạm nha. Ốc chấm đầu sơn đen này, đợi 95, ốc chấm đầu sơn đen này rất là đỉnh. Trời ơi, cái nắp nó mới à, không có miếng, không có miếng nào gọi là bị sét hay vô hơi gì luôn này, ghê. Bộ lửa này anh em nào lấy giá là bao nhiêu nhỉ? 3 triệu 6 nha anh em nhá. 3 triệu 6 nhá. Qua lăng chưa mở lần nào. Trời ơi. VIP hết chỗ chê. Đây. Ok ha. Rồi quay trở lại với anh em một số đồ bên này. Rồi cầm cái kéo qua chưa quên. Đây. Đồ thì nhiều cho nên là mình sẽ mở ra từ từ cho anh em coi. Lốc bơm nhớt rim Thái nha, cái lốc này anh em nhìn, anh em không mê nó là thôi luôn. Cái lốc này cực đẹp. Cực đẹp nha anh em nhá. Lốc cực đẹp. Rồi. Đây. Wow. Trời, cái lốc nó trắng à. Đồ rim Thái mà anh em có tưởng tượng đây, xe rim Thái là một trong những cái xe lâu đời nhất. Mà cái xe này là đời 95 nha anh em nhá. 95 anh em biết tới bây giờ nó đã là 95 mà bây giờ là 2022 là 27 năm rồi. 27 năm rồi mà cái lốc nó này. Đây, khỏi chê. Ron này khi ron dính luôn đấy chứ nhỉ. Ui, ron đen còn luôn ui. Ai, trả lốc này đắt tiền nha. Ron đen còn luôn em ơi, ghê không? À nè, GB6 RCC đúng đời đầu này. Anh em nào mà chơi đêm Thái nhiều anh em biết ha. Mã nó ngộ lắm, nhiều anh em không biết mã này luôn á. Đây, bấm nhớt có mã này, CPI này. Trời ơi, cái lốc đẹp quá. Lốc này là giá hơi căng nha anh em nha. Lốc này giá nó 650 thôi, chúng cũng căng đâu, bình thường. Lốc bấm nhớt rim 650 rẻ cái gì đâu. Cực đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đã. Anh em nào lấy cái này liên hệ mình. 650 nhá. Lốc 650 thôi, bán rẻ thôi. Giờ không bán đắt chỉ với anh em chi ấy. Đẹp thì đẹp nhưng vẫn bán rẻ nhá, không bán đắt nhá. Đẹp thì là đẹp nhưng mình không có hết giá nha anh em. Đẹp nhưng mà không có nghĩa là đạt hết giá nha. Đạt bán giá rất vừa phải luôn. Nhiều anh em về mua đồ đạt về bán lại vẫn có lời nhiều chứ không phải lời ít đâu. Không phải lời 100-200 ngàn đâu, mà lời rất nhiều luôn. Còn đạt thì vẫn bán đúng giá cho anh em thôi, không có bán cao giá hơn nhá. Không có hết giá gì hết á. Cứ đúng giá là mình bán thôi. Đây, đây là bộ ốc
ốc máy nhá. Thử ốc máy cho anh em coi này. Ốc máy thì nó ốc máy rim Thái thì nó thường thì nó sẽ đẹp, tại vì đồ rim Thái nó đồ Thái anh em, cho nên là cái đồ của nó sẽ rất là bền luôn, mà nó rất đẹp theo thời gian chứ nó không có bị xấu đâu. Đa số là đồ máy của rim Thái thì nhìn nó rất là đẹp. Lốc này là bao anh em sử dụng nha, lốc cực đẹp luôn á nè, chân ốc nè, hiểu không, chân ốc nguyên bản nha, giá 650 bay liền, bao bay luôn, rất nhanh luôn. Anh em nào mà tranh thủ thì, tại vì nãy mình khui cái clip kia là mình chưa có quay cái lốc đấy cho nên em không biết à. Lốc này căng lắm, còn cái dê này nãy mình có quay cho nên là bán nhanh rồi đấy, phải không? Cái dê giá bán là 2 triệu nha anh em, không có rẻ đâu, mà bán rất nhanh luôn. Những anh em mà chơi đồ rim Thái anh em biết thì cái giá mà bạc bán là giá rẻ, không phải giá đắt. Anh em là chơi rim mà anh em biết nhìn giá là anh em biết như ngay là đặt bán giá rẻ hay giá đắt liền. Rồi, giờ gỡ cái này ra nhá. Bộ này là bộ ốc máy nha anh em. Đây, ốc máy nhá. Chà. Ốc máy đẹp dữ rồi. Trời ơi, cái cần đó kìa. Ý, như mới luôn. Như mới luôn này nè. Này, vậy là nói sao đồ máy Thái nó mới. Mới gì, cái này nó là cần heo xe nhưng mà nó mới dữ rồi. Trời ơi, chấm sơn kìa. Ừ, bộ ốc máy này bán không biết bao nhiêu tiền luôn á. Trời. Ghê không? Bộ máy này không rẻ tiền đâu nha anh em nha. Nhưng mà anh em nào muốn chơi thì chơi đồ đẹp thì dứt thôi. Máy này không rẻ tiền đâu. Ui, nắp thâm nhớt này. Ui. Ui, rim Thái mà cái nắp chặn nhớt đó này. Rim Thái là thường cái nắp chặn nhớt nó xấu lắm anh em, không có đẹp. Nè. Trời ốc kìa. Má đỉnh cao luôn. Xin cam luôn nha. Xin này xin xin này xin đề. Đây mới là xin cam này. Xin cam chắc cũng còn chấm sơn. Xin cam đẹp quá. Trời, cộng xin cam này đắt tiền lắm luôn á. Cộng xin cam này anh em mua nếu mà đúng cộng xin cam rim Thái zin này nè. Anh em mua mà đúng hàng zin theo xe này nè. Nó còn đẹp như vậy á. Cộng này hôm nay bán không dưới 300 ngàn nha anh em nha. Không dưới 300 đâu. Rất là đắt tiền. Này xin đề này, chấm sơn này. Ôi trời ơi đẹp. Ôi, đồ xem là đẹp quá, không có gì để bàn nữa rồi anh em ơi. Ôi cái ti thằng nhớt này, bóng này. Mới tinh luôn. Có đã quá. Bông ngon nha, bông ngon mình sẽ để riêng đây nhá. Bông báo số sẽ để riêng này. Ok. Rồi, nói chung là bộ ốc này anh em nào lấy thì liên hệ với mình. Ốc máy nha. Bộ này thì báo giá cho anh em là 800 nhé, không có bông báo số nhé, không có bông báo số, không có cần muỗng đâu, đầy đủ ốc xin cam này kia, cốt hai cái, tại vì riêng hai nó đắt tiền lắm anh em, hai cái cây cốt này không mà mình bán, nếu mà mình bán lẻ ra hai cái cốt này không đã được 400-500 ngàn rồi, hai cái cốt này này nó đắt lắm, thì bộ ốc này bán cho anh em 800 nha, anh em nào muốn mua ốc máy thì liên hệ mình, ok, còn gì nữa ta, cặp gương riêng Thái với cái đồng hồ. Còn cặp gương với đồng hồ giới thiệu cho em luôn. Đó, thì cứ quay clip này quay giống như là trực tiếp vậy, nhưng mà tại mạng nó yếu quá, mình này mình không có like được, mạng nó yếu xìu quá. Nãy mình thử like nhưng mà nó yếu quá. Không có like được. Để cắt cái đồng hồ cho anh em coi nhá. Ok, mở đồng hồ cho anh em coi này. Đồng hồ zin Rim Thái nhá. Dây còn đẹp quá. Dây còn rất là đẹp. Giác này. Đấy, đúng đồ zin nha. Mã mộc nó này, không bể này, thấy không? Không bể này. Không bể nhá. Đấy, đồng hồ đẹp là như thế đó. Còn cái mặt kính thì đơn giản thôi, mặt kính này anh em muốn mua thì anh em có thể mua là anh em mua thấy cái mặt kính mới thay vào. Mặt kính mới bên mình có bán nhá, hàng zin mới. Giá 400 ngàn, hàng zin chọn hai tem nhá. Đồng hồ này là bao anh em sử dụng chức năng luôn. Còn như có cây dây công tơ mét mình lấy mình test thử cho anh em coi. Đây, có dây công tơ mét này, mình test thử cho anh em coi luôn nhá. Chung là cái dòng này thì nó là xe VIP thì nó không hư mấy cái lặt vặt đâu, xe VIP mà, ví dụ như xe linh tinh á, xe mà chạy ta chạy chạy cố chạy gầm á thì nó hư nhiều, còn những cái loại này thì nó gần như nó không có hư ha. Mình sẽ test thử cái công tơ mét cho anh em coi luôn. Ok anh em, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em nha. Rồi mình đang nối cái này vô, mình sẽ test thử cho anh em coi nha.
Đó, lên nhá. Tôi lên bình thường. Anh em yên tâm luôn ha. Rồi. Đồng hồ này anh em là mua ở giá 1 triệu nha anh em nhá. Đồng hồ rim Thái Zin nha. Cực đẹp. Đó, giá bán giá mềm cho anh em luôn. Chứ cái đồng hồ này nay đồng hồ mới nó đã 2 triệu rồi mà mình bán giá theo xe có 1 triệu bạc, quá rẻ. Còn em là muốn mua mặt kính mới và anh em thay vô thì thêm 400 giúp mình nha. Rất là đẹp luôn này. Đồng hồ nguyên zin hết nha. Chung là giá mình bán giá mềm cho anh em để anh em xài. Rồi, tiếp theo. Xe này tới nó zin nó vip tới mức mà nó còn cặp kính luôn nè. Cặp kính zin theo xe nha. Nè. Cặp kính zin theo xe là chân nó sẽ xanh hơn này, kính zin mới nha. Mình sẽ quay cho anh em coi, mình cắt ra luôn. Cắt ra cho anh em coi luôn nha. Cái này lột ra đi. Đây, ui dồi ôi, đẹp thế, mặt gương đẹp thế. Mặt gương rất là đẹp luôn nha anh em nha. Đây, còn đây là phần chân, phần kiếng. Kiếng zin nó đã thật anh em ạ. Kiếng zin nhá. Rất là đẹp. Đỉnh cao. Trời ơi, xe này không hiểu kiểu gì mà còn cái cặp gương này. Mi ảo thật. Đỉnh luôn. Đúng theo xe nha. Anh em nào chơi thêm Thái nhiều biết, nhìn phát biết ngay. Chân ốc đây. Cũ xét luôn à. Đẹp quá. Quay cực cực lên, quay thật à. Đó, cực cực lên. Dũ à, không không rung không lắc nha. Chọn là không kêu cộp cộp luôn. Đó. Gương mà không kêu cộp cộp là ngon rồi đó anh em. Đó, gương rim Thái không kêu cộp cộp nha. Gương rim Thái theo xe nha. Cặp này bán nha anh em giá 1 triệu nha. Anh em lấy liên hệ mình. Ok. À, còn gì nữa ta? Đi đông cùng. Đi đông cùng hình như là có khách chốt rồi sao không nhớ nó, để quay luôn đi. Đây, còn đây dàn dàn ngoài này. Dàn vụ ngoài này, còn số rim Thái này. Còn số theo xe còn len keng luôn nha. Cái này dính dính đất rồi. Này dính đất này coi cạo này. Đấy anh em thấy không? Cạo là ra nhá. Này. Đấy, cạo là ra nhá. Này thấy nút cạo mình không? Ra này. Chưa. Đó, run ốc cho anh em nhá. Đẹp quá. Đúng cần theo xe nhá. Gai to nha anh em nhá. Gai to thận dày. Cực chuẩn nhá. Rim Thái thì anh em đừng nghĩ nhiều. Cái này muốn đẹp thì chỉ cần lấy xà bông rửa sơ qua là đẹp ngay. Tại vì mình mới về mình cũng lười quá. Đây. Cần đạp rim Thái. Loại này, cây này thì nó bóng. Cây này là quá bóng luôn. Cây này là rất bóng nha. Đây. Rim Thái thì chỗ này nó sẽ tròn vo về luôn. Bẹp. À, đẹp quá. Cây này quá đẹp luôn. Cao su có mềm nè anh em. Này cao su nó mềm này. Anh em thấy không? Thấy cao su nó mềm không? Ấn vô nó lút vô này. Đó, ấn vô nó lún vô nhá. Rất là đã luôn. Đó, giờ đạp rim Thái này. Cây này bán cho anh em giá 400 ngàn nha anh em nha. Siêu đẹp luôn á. Cây này phải nói là siêu đẹp luôn. Nhìn nó phát sáng luôn á. Nó đang cũ nha. Nó đang bị dính đất này kia mà nó đã đẹp như vậy đó nha anh em nha. Cây này là 400 này. Cần số này là 300 này. Cần số rim Thái zin theo xe là 300 này. Cây này thực ra bán đắt được nhưng mà mình lười quá. Bán nhanh cho anh em luôn. Đây, vụ ốc dàn trong này. Ốc dàn ngoài này. Ốc máy thì nãy mình có báo giá cho anh em rồi. Ốc dàn ngoài này. Dàn ngoài đây. Cốt là cốt số 10 này. Cốt treo máy số 10. Rất là đẹp. Đấy, thì cái bộ ốc dàn ngoài này bán cho anh em giá là 600 ngàn nha. Anh em là lấy liên hệ mình nha. Ốc dàn ngoài đinh Thái. Đầy đủ cốt cho anh em luôn. À, yên tâm về là xài vô liền. Không phải lo lắng gì hết. Bát luôn nhá. Bát treo IC này kia luôn. Đó. Thì đa số là ốc số 10 hết nhá. Đa số là ốc số 10 hết. Đa số ốc số 10 hết. Không có ốc số 0 đâu. Ít lắm. Hình như là không có luôn đấy. Này, ví dụ như những con này là số 10 hết này. Thấy không? Số 10 là nhiều. Số 10 này. Đa số là số 10 hết. Số 10 này. Số 10 này. Đó. Họ gần như không ốc số 0 nha. Để có kiếm thêm vài con ha. Nhiều lắm anh em. Này cũng nhiều. Đây cái ốc cồn này hiếm lắm này. Cái này hiếm lắm. Số 10 hết nhá. Đó. Thì bộ này bán cho anh em giá 600 ngàn thôi. Anh em là muốn mua thì mua. Rẻ thôi. Bán tại vì chủ yếu là mình bán cái bát này. Hai cái bát này về anh em bán được 300 rồi. 300 là rẻ đó. Cái bát này bình thường mình bán 250.
cái bát huyền này cũng phải 100, thế là 400 ạ. Thì bán cho em 300 thôi, còn ốc còn lại 300 nữa. Em muốn mua liên hệ mình nha. 600. Ok. Có gì nữa ta? Cái bộ đây, học bình, học yên và lườn nước nha. Học bình đây. Học yên đây. Và cái lườn đuôi, cái lườn đuôi đâu ta? Cái lườn đuôi đây. Bộ 3 này. Bộ ba món này giá của nó sẽ là 600 ngàn nhá. Trim thái đời 95 nó sẽ đắt hơn những cái đời sau. Còn bộ đời sau thì thường nó chỉ có 550 thôi. Bộ này 600 nhá. Tem nó này, đẹp cực đẹp. Đây còn luôn xin cao su cho anh em nhá. Về là gắn vô xài thôi. Chọn zin nhá. Chọn zin thái hết. Đây, mã mộc của nó này. Đắt này. Đây, nói chung anh em nào muốn mua bộ này liên hệ mình nhá. Này thì cực đẹp rồi, không gãy ngạn nào hết nhá. Này không gãy này. Còn cái này. Đây. Cái này cũng thế nhá. Đẹp cực đẹp luôn. Đấy, không bể, không nứt, không gãy gì hết. Loại này về là mình gắn vô là sử dụng liền này. Đấy. Rồi ok. Còn cái ghi đông ha. Ghi đông. Coi cái ghi đông cho anh em luôn, à, hết rồi. Đây, ghi đông đây. À, cùng HLP đây. Ghi đông đây. Thì cái ghi đông mà luôn cùng này bán cho anh em giá 2 triệu 3 nha. Anh em là lấy liên hệ mình. Tại vì cùng rim thái này hôm nay thì bán là cũng đã 2 triệu rồi. Luôn cả cái ghi đông này 2 triệu 3, còn nếu anh em mua lẻ thì cùng này là 1 triệu 8 và ghi đông này sẽ là 700. Anh em lấy liên hệ mình, ok ha. Rồi thì kết thúc video tại đây đi. Quá đồ đẹp, quá đẹp luôn. LP này đây, không có gì để chê hết nha anh em nhá. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Còn sợi dây điện sườn nữa chứ nhỉ, quên mất, nhiều đồ quá. Dây điện sườn cắt ra luôn đi. Còn dây điện sườn với lại cái chặng ba này, chặng ba đinh thái nó này, chặng ba đinh thái nó này này. Đây, cặp gương này chắc chắn là sẽ con em chốt sớm thôi, quá đẹp rồi. Đây dây điện sườn, mở ra cho anh em coi dây điện sườn nó nha. Như trong dây điện sườn nó có một cụm mô bin sao không nhớ nữa, tại vì mình nhiều việc quá cũng không có thời gian để mở ra hết lúc một lúc nha. Giờ mới rảnh nó mới ăn cơm xong ngồi mở ra. Giờ mở cái bộ dây điện ra nè anh em. Trụ dây điện đẹp phết nhỉ. Để mình coi có nếp nối gì không. Đây cọc bình còn nha. Cọc bình còn là ok rồi. Đây. Cọc bình còn này. Đây, cầu chì còn luôn. Cầu chì zin còn luôn. Dây đẹp. Ok, không đứt. Không đứt ở khúc này, không đứt ở gần như cả dây nó không đứt rồi. Đây. Còn hết. Đẹp phết nhỉ. Đẹp quá, ok luôn. Dây VIP. Đây. Đây đây. Đây. Ok anh em ha. Đó, đẹp rồi, quá đẹp. Rồi. Dây sườn ha, đó là dây sườn. À, cục mô bin này. Ít, mẹ nó bóng. À, thời giờ mà còn cục mô bin đi thái bóng hả trời. Đẹp quá anh em. Dây mềm luôn nha, dây mềm nha. Cứng thì tất nhiên nó phải cứng ở phía trên này thôi. Khúc trên này nó là cái ống mà. Trên này nó là cái ống cứng nha anh em đừng nhầm lẫn nha. Nhưng mà cái vấn đề là cái cọng dây này này. Cọng dây này nó mềm nha. Đẹp quá. Chụp buji, để coi chụp buji gì. Đủ chụp buji zin luôn nha. Rồi, cục mobin này anh em nào lấy thì phải dân chơi xíu nha. Cục mobin này báo giá là 650 nha anh em. Luôn chụp buji nha. Đó. Chứ cái này thì không rẻ được đâu. Cái này hàng hiếm rồi. Cũng như điện sườn này nó sẽ là giá là 800 nha. Hàng VIP luôn. Ok. Rồi báo sơ sơ qua nha. Hình như còn cục IC. Còn cục IC trong này. Lấy cục IC ra cho anh em coi luôn. Đây, IC. Đây, cục IC này. Cục IC cho anh em coi luôn này. Xe này nó hạng với em luôn. Một cái đống vụ này mình mua rất đắt tiền nha. Không phải rẻ đâu. Cái đống này mình sang lại của gan trai nghe rất đắt tiền luôn đó. Có sao nói vậy với anh em. IC zin nha, xin gen. IC zin nha. Đẹp, cục này rửa ra rất đẹp. IC rim thái cũng không có gì đặc biệt nhá, giá 300 thôi, bình thường. Rồi, anh em có nhu cầu liên hệ mình, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.